Dạ, ở đây là thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Phần là phần 146 bạn. Của phần đường đi từ điểm cực Nam Tổ quốc, nằm ở mũi Cà Mau, mình đi đến điểm cực Bắc của Tổ quốc, nằm ở cột cờ Lũng Cú vô như chút nữa bạn. Đoạn đường đi của hai chồng mình dài hơn 2.500 km và mình đang lang thang ở thành phố Hưng Yên. Trung tâm thành phố Hưng Yên 60 km. Tiếp tục. Từ đây. Nhiều lắm. Thấy cái sai khi ghi chữ chưa? Số. Về học trúng số lại nha. Về kêu ông bé Hiền tập điểm số lại, ghi số lại. Đúng nè. Tôi không biết. Già lẫn. Trời nắng mà dậy hiu hiu cũng buồn ngủ, uống vô cho tỉnh ngủ. Biết tôi sửa đó, cái nào tôi sửa, tôi sửa là không có nào đúng. Chiều hôm nào chú chú đâu đây. Hay ngược chiều. Mình phải né nó chứ. Để nổi. Ở đường rộng mênh mông. Mênh mông vậy đó. Ra động biển rẽ trái hay là vô thành phố Hưng Yên. Google Map này vụ khỉ cái chỉ bên cao tốc đó, mình không đi cao tốc thì chỉ hoài. Đường rộng đã không?
yên trọng không lạnh làm cái đường băng qua đường không mỏ giò băng qua đường không mỏ giò chở xe cái gai ừ đường lát tiếng vu 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 rồi mới dạng đường vậy, thành phố Hồ Chí Minh làm dạng đường vậy hết hết kẹt xe. Gì? Để nó cầm cái dồi đất trơn nó té lên té xuống. Đầu bên đó nó trơn để đưa vô bóng mát rửa cho đỡ nắng. Để cái sức mạnh của cái dồi xịt vô xe là nó đẩy ngược ra sao? Té lộp bộp. Đứng bên đầu khô này không sao mà qua bên đầu kia nó ướt. Tính chạy ra ngoài cũng hụt dây. Rồi tí á. Có rửa miễn phí mừng đỡ. Vô đổ xăng rửa xe miễn phí. Khuyến mãi vậy mất là đổ thường. Thênh thang đường Tô Hiệu thành phố Hưng Yên
đê sông Hồng của An Giang, đi tới đây rồi Kiều Dương, thành phố An Yên, đi về Gia Lâm, ra Gia Lâm, ra Sài Lửa Gia Lâm. Đường rộng thênh thang ai đi hết. Tiếp tục các bạn, phường Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Khác luôn.
đường cao tốc đó luôn. Tiên Lư, Hưng Yên. Tiên Lữ, qua đây là thành phố. Để Tiên Lữ, Hưng Yên. Đường mới làm thịt mới thảm nhựa mới tinh. Thái Bình, các thành phố, khu chung cư. Khu dân cư chạy được 80, chạy 50 còn ngủ lắm. Chạy 60 cũng rồi. Đây giải không? Nhãn Lộc, Hưng Yên. Tiên Lữ, Hưng Yên. Tiên Lữ
sẽ đi nhiều đi theo đường này. Cứ đi nhiều theo, đừng lên cao tốc được rồi. Quán lá cơm thịt văn đây bán nhiều, đừng dẫn tôi lên đường cao tốc được rồi. Lên đường cao tốc cũng đi ra. Qua chừng đường thấy xe đi nhiều chạy đại Tiên Lữ Hưng Yên. Đâu, quốc lộ được, quốc lộ 39A. Này đi về Thái Bình. Cầu Kiều Dương trên quốc lộ 39. Gỡ con lương người ta đi. Giờ là bị xe chạy rộng chút. Xe bánh xe bự. Mãi được giấy phim để đâu? Tấm cái giò tấm cái giò cái kia em rậm nhưng mà cái đế mòn cơ. Vô khu dân cư huyện Hưng Hà, một vùng địa linh nhân kiệt. Ở đây đến huyện Hưng Hà các bạn. Hưng Hà. Và vợ chồng mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình. Vợ chồng mình sẽ kết thúc video ở huyện Hưng Hà. Không biết tỉnh gì đáng biết. Để mình coi kỹ là tỉnh gì, Hưng Hà Hưng Yên hay là Hưng Hà Thái Bình hay gì. Rồi Hưng Hà đâu? Thấy không? Hưng Hà Thái Bình. Xã đâu? Tân Lễ. Thái Lễ với Tân Lễ đâu? Làng Bùi Xá. Tân Lễ. Tân Lễ Thái Hà Thái Bình. Ủa Hưng Hà Thái Bình. Phải Hưng Hà mấy gì đọc rồi quên mất tiêu rồi. Xã Tân Lễ. Ừ, xã Tân Lễ. Huyện Hưng Hà, mình tới nó Hưng Yên nhưng mà ra là Thái Bình rồi các bạn. Và mình xin kết thúc video tại đây. Trên quốc lộ 39.